dừng chân ghé lại nơi đây, nghe em Trang giới thiệu Ruby Passion nào cả nhà ơi. Cho những ai chưa biết thì Passion là thương hiệu độc quyền của công ty rượu thế giới, đã có mặt trên thị trường 20 năm. Sản phẩm có chất lượng không? Dạ có. Sản phẩm này giá hợp lý không? Tất nhiên là có rồi. Chỉ cần hai yếu tố này thôi cũng đủ để chứng minh rằng trong suốt thời gian qua, rượu vang Passion nằm trong top đầu tại thị trường Việt Nam về doanh số và sự yêu thích từ khách hàng, khi có mặt ở hầu hết tất cả các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi và siêu thị trên mọi miền đất nước. Rượu vang sẽ có rất nhiều loại, nhưng bên nhà Passion hiện tại tập trung vào 3 dòng chính là rượu vang đỏ, rượu vang trắng và rượu vang ngọt. Để giúp khách hàng dễ nhận diện được từng chai vang, cả nhà sẽ thấy rõ nhất là trên mỗi nhãn chai đều có màu sắc và tên giống nhau riêng biệt. Và sau đây, em Trang xin giới thiệu dàn verdict của nhà em. Trước tiên là các dòng vang đỏ. Đặc điểm chung của dòng vang đỏ là có màu đỏ sẫm và vị chát. Mùi hương chủ đạo sẽ là mùi nho lên men, nên tùy vào từng cảm giác của mỗi người mà mùi cồn sẽ nặng hay nhẹ. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên là chai rượu vang đỏ Passion Cabernet Sauvignon. Đây được xem là sản phẩm tiên phong, cũng là best seller của nhà Passion. Được làm từ giống nho vua thế giới là Cabernet Sauvignon, nên vị chua và chát của chai vang này sẽ rất đậm, phù hợp cho khách hàng đã từng trải nghiệm về vang và hay uống hàng ngày và thích độ chua và chát nhiều. Sản phẩm tiếp theo là chai rượu vang đỏ Passion Melot. Nếu như Cabernet Sauvignon là vua thì nho Melot chính là hoàng hậu. Chai vang này có độ chua và chát sẽ nhẹ hơn chai Passion Cabernet Sauvignon. Loại này phù hợp cho bạn nào muốn trải nghiệm vang ở mức độ trung bình. Kế tiếp là chai Passion Syrah. Được làm từ giống nho Syrah nên độ chua và chát của chai này sẽ nhẹ nhất trong những chai vang đỏ. Khi uống, bạn sẽ cảm nhận được một chút hậu ngọt ở cổ họng. Và chai cuối cùng phải nói đến là chai Passion Classic. Đây là chai vang được làm từ nhiều giống nho pha trộn nên vị của chai này sẽ hơi phá cách, mang đậm ba vị đặc trưng là chua, chát và đắng. Nên đây là sản phẩm mà em Trang nghĩ sẽ không phải là lựa chọn hợp lý cho những bạn muốn tập uống vang lần đầu, vì sự phá cách đó mà giá thành chai này có phần thấp hơn so với anh em còn lại. Về cách bảo quản rượu vang đỏ, cả nhà lưu ý giùm em Trang là tránh để rượu vang tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, để nơi thoáng mát. Đối với những chai cả nhà chưa dùng hết, có thể bỏ trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C là ok. Rượu vang đỏ rất phù hợp khi kết hợp với tất cả các món ăn Á Âu, BBQ, lẩu và các món ăn Việt Nam. Tiếp theo là dòng vang trắng. Vì hiện tại bên em chỉ có một loại là Passion Sauvignon Blanc với màu trắng hơi ngà. Rượu vang trắng mang hương của các loại hoa quả tươi mát đến từ vùng nhiệt đới, điển hình như hương táo, lê, nho xanh, chanh, dừa lưới, nên sẽ có vị chua là chủ đạo. Sản phẩm này cực kỳ phù hợp cho nhà mình khi kết hợp với các món ăn hải sản và đồ tươi sống. Về cách bảo quản thì tương tự như rượu vang đỏ, chỉ khác là nhiệt độ khi cả nhà chưa dùng hết, cất trong ngăn tủ lạnh là từ 12 đến 15 độ C. Cả nhà nhớ lưu ý giùm em Trang nhé. Và dòng rượu vang cuối cùng em Trang mang đến cho nhà mình là rượu vang ngọt Passion Sweet Lime với màu đỏ đầy quyến rũ. Đây là dòng vang sinh sau đẻ muộn nhưng lại được khách hàng, đặc biệt là phái nữ vô cùng yêu thích vì vị của nó cực kỳ là dễ uống, với vị ngọt dịu, độ chát không quá nhiều, rất thích hợp để dùng hàng ngày. Về cách bảo quản và món ăn kết hợp thì không khác gì rượu vang đỏ chát em đã nói ở trên, chỉ nhớ thêm giúp em là vang ngọt con đường dùng để tráng miệng, ăn kèm với các món bánh và salad. Và tất cả sản phẩm nãy giờ em giới thiệu đều có quy cách là 12 chai một thùng. Thế là em Trang đã giới thiệu xong tất cả các dàn vừa đến nhà Passion rồi. Nếu anh chị em nào có nhu cầu mua rượu vang thì hãy liên hệ ngay cho bên em. Mọi thông tin em sẽ để bên dưới góc trái màn hình. Khách hàng có thể trực tiếp inbox fanpage, kết bạn Zalo số 0392 520 343 để được tư vấn nhé. Bên em Trang đang có rất là nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua số lượng từ một thùng trở lên đấy. Còn chân chờ gì mà không nhanh tay liên hệ ngay rượu vang Passion nào cả nhà ơi.